Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố vấn pháp, pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau một số vấn đề liên quan tới tiền trợ cấp đối với người có huân chương kháng chiến năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì không phải ai được tặng huân chương kháng chiến cũng đều được hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Căn cứ quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 thì chỉ có hai trường hợp người được tặng huân chương kháng chiến sẽ được nhận trợ cấp. Cụ thể như sau. Trường hợp thứ nhất là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế được nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến. Người được tặng huân chương kháng chiến trong trường hợp này sẽ được trợ cấp một lần theo diện đối tượng người có công với cách mạng là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế theo quy định tại Điều 35, 36 và Điều 37 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. Và trường hợp thứ hai là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm, được nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến. Người được tặng huân chương kháng chiến trong trường hợp này sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo diện đối tượng người có công với cách mạng là người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định tại Điều 38, Điều 39 và Điều 40 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. Mức trợ cấp một lần và mức trợ cấp hàng tháng đối với từng trường hợp cụ thể như sau. Thứ nhất, mức trợ cấp ưu đãi một lần đối với người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, được nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến, sẽ được tính theo thâm niên kháng chiến. Theo đó, cứ mỗi tham niên kháng chiến sẽ được tính bằng 0,3 lần mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, tương đương với mức là 616.500 đồng cho mỗi thăm niên kháng chiến. Trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì thân nhân được trợ cấp một lần bằng 1,5 lần mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tương ứng là 3 triệu 082 ngàn 500 đồng. Bên cạnh đó, người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế qua đời cũng sẽ được trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật. Thứ hai, người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm, được nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến sẽ được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo diện người có công giúp đỡ cách mạng với mức trợ cấp là 1 triệu 208 ngàn đồng một tháng. Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến, sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp túc nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 1 triệu 644 ngàn đồng một tháng. Trường hợp người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm, được nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến qua đời mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi trợ cấp theo quy định nêu trên thì thân nhân được trợ cấp một lần bằng 1,5 lần bất chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, tương ứng là 3.082.500 đồng. Hoặc nếu người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm được nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà qua đời thì thân nhân được trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp hiện hưởng. Bên cạnh đó, người hệ tổ chức thực hiện mai táng khi người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm được nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến qua đời cũng sẽ được trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật. Như vậy, có thể thấy chế độ trợ cấp hàng tháng hay trợ cấp một lần đối với người có huân chương kháng chiến chỉ được áp dụng đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc người có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và đồng thời được nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến. Những người được tặng huân chương kháng chiến nhưng không thuộc đối tượng là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc là người có công giúp đỡ các mạng thì không đủ điều kiện để giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần như nội dung đã nêu. Như vậy là mình vừa trao đổi xong với các bạn những vấn đề liên quan tới mức trợ cấp đối với người có huân chương kháng chiến năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé